Đây quý vị, thầy di chuyển chỗ, thầy Minh Pháp đang di chuyển qua chỗ khác cho quý vị. Trên kia trời mưa quá. Đây đây đây, qua đây chứ hả? Đi vô đây không được hả? Dạ dạ dạ. Ôi, vậy thôi vô đây sướng hơn nè thầy này. Ờ, vô đây, vô đây. Cho chứ. Không biết cái miếu này của tư nhân hay của ai đây? Dạ, cái này của số. Của số mà, chắc cho chứ sao không cho. Dạ, dạ, cho là mừng quá đi chứ. Đây quý vị, thầy đang vào ngay chỗ một cái ngôi miếu để thầy nghỉ ngơi nha quý vị. Chỗ đây được không thầy? Ở đây thì còn ở thì vẫn được bình thường, được, nhưng mà sợ dân đông, sợ sợ đông. Dạ đúng rồi. Khu đông là mập mắt thịt, con linh. Dạ. Không, các con đi xuống cầm cào đi. Dạ dạ đúng rồi, thôi xuống cầm cào. Dân là sợ. Dạ. Ở đây thì dân sợ nó bu đông lỡ, sợ... Không chừng là không... Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta cũng đã chứng kiến và nhìn thấy cảnh mà các sư thầy khi tan rã và chia tay sư Minh Tuệ thì mỗi người mỗi nơi. Và hiện tại thì chúng ta thấy rằng sư Minh Pháp cũng đang ở tại địa phận của tỉnh Quảng Nam. Khi được trả về địa phương thì sư Minh Pháp lang thang khắp nẻo đường từ Đà Nẵng vào hướng miền Trung, và nguyện của sư Minh Pháp là quyết đi theo thầy sư Minh Tuệ. Sư Minh Pháp cũng luôn hướng đi theo con đường hành đạo của thầy từ Bắc vào Nam. Và hiện tại thì thầy đang lang thang tại nơi khu vực thuộc miền Trung của tỉnh Quảng Nam. Thầy đi lang thang thì gặp trời mưa, và cuối cùng thì thầy đã tìm chỗ lánh mưa và thầy đã dời chỗ sang chỗ khác. Thầy đang tìm một nơi gầm cầu để an toàn nhất cho giấc ngủ đêm nay. Thưa quý vị, cuộc đời hành khất của các sư huynh, sư đệ và sư thầy Thích Minh Tuệ thật là gian nan, khó khăn và vất vả, nhưng các thầy vẫn nguyện một lòng đem cái ý chí kiên cường của mình hy sinh lấy tấm thân gầy của mình cùng với các bước dặm đường xa xôi để đem hạnh phúc ấm no đến cho mọi người. Đây là điều mà chúng ta cảm thấy rất là ngưỡng mộ về ý chí và tinh thần sỏi đá của các thầy, luôn kiên cường bất khuất mọi nơi mọi nẻo đường. Nơi nào các thầy đến thì nơi đó có niềm vui và hạnh phúc. Nơi nào có thầy đến là nơi đó có sự bình yên và nụ cười. Thưa quý vị, các sư thầy, từ sư huynh cho đến sư đệ và sư Minh Tuệ cũng đã nguyện một đời hy sinh để đem hạnh phúc an nhiên, đem cơm no áo ấm cho mọi người. Cho nên chính từ điều này đã xảy ra rất nhiều các vấn đề liên quan đến tiêu cực, mà đến bây giờ các thầy phải chịu chấp nhận một cái kiếp nạn khổ hạnh trong con đường tu tập 13 hạnh đầu đà của Đức Phật đã dạy ra. Nhưng các sư thầy, sư huynh, sư đệ không hề nao lòng và không chịu chùn bước, quyết đi theo con đường hành đạo của sư Minh Tuệ. Và tối nay thì sư Minh Đạo, sư Minh Pháp cũng đã quyết ngủ dưới gầm cầu
Khi chiều thì Sứ Minh Pháp ngủ định nghỉ ngơi tại một bãi đất trống, nhưng trời mưa rất lớn và Sứ Minh Pháp quyết tìm một nơi an toàn hơn, đó là dưới gầm cầu tại tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị, nhìn hình ảnh này mà chúng ta không khỏi xót xa, đáng lòng khi các thầy phải chấp nhận để mà tự chia tay lẫn nhau, mỗi người mỗi ngã, tìm cho mình con đường lý tưởng khác. Thưa quý vị, rất là đau xót khi nhìn thấy cảnh này quý vị ơi. Và chúng ta tiếp tục dõi theo những hành trình của các sư thầy sư đệ trên con đường hành đạo của mình để đi khất thực. Và dù có ai cứ chia đường rẽ lối, dù có như thế nào, dù có ngăn sông cách biển, nhưng các sư thầy vẫn nguyện ý chí một lòng đem hạnh phúc đến cho mọi nhà bằng cách là đi tu tập theo 13 hành đầu đạo, quyết hy sinh tuổi thanh xuân, quyết hy sinh cả cuộc đời để đem cơm no áo ấm đến cho mọi nhà. Đó là nguyện ước và ý chí kiên cường của các sư thầy, cũng đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng sự hiển linh của Đức Phật là có thật, là hạnh phúc, là tình yêu mà Đức Phật đã đem đến cho mọi nhà. Bởi sứ giả Sư Minh Tuệ là một sứ giả đã đem đến tình yêu, đem đến hạnh phúc, đem đến cơm no áo ấm, và sức lan tỏa từ Sư Minh Tuệ đã làm lay động hàng triệu triệu con tim từ khắp nơi đang đổ về, đang dõi theo từng bước chân độc hành của các vị sư. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng cầu nguyện và luôn chúc cho các sư huynh sư đệ Sư Minh Tuệ được vạn nẻo bình an, được chân cứng đá mềm trên vạn nẻo đường để đem hạnh phúc an nhiên tự tại đến cho mọi nhà mọi người. Thưa quý vị, chuyển chỗ khác nha quý vị. Ở đây thì ok rồi. Thầy ăn một bữa sáng. Bây giờ thì các sư mỗi người một nơi, có sư ở Huế, có sư ở Hà Tĩnh, có sư Quảng Bình, có sư ở đang, bởi vì hôm nay thì em nghe được tên của sư Nguyễn Chí đang ở trong Nha Trang, thì em đang đến Nha Trang. Hôm nay thì cô chỉ gặp được giải pháp thì em cũng đã ở lại đây nghe rồi. Là cái chủ tốt. Hôm nay em đang live trực tiếp cho người xem là buổi tối ngày 4 tháng 6 mọi người nhé. Đó. Bởi vì là bây giờ thì sư Minh Pháp thì tất cả mọi người cũng đều như nhau thôi mọi người ạ. Bởi vì bây giờ sư có nói rằng là sư Minh Pháp thì đã đông rồi, thì sư Minh Pháp có thể làm sẽ đi một mình. Đó, đi một mình. Đó, nên đây có thể làm một cái khác, đúng không? Các mọi người ở đây đông người quá, sợ, sợ là làm cái này. Là bà con mình giải được rồi. Thưa quý vị, bà con cũng rất là đông nha quý vị. Rồi bà con mình giải được rồi, về nghỉ cái rồi
tối nay thầy đang nghỉ ngơi tại đây nha quý vị. Này có bỏ cây đàn cày theo không thầy? Có. Dạ dạ. Dùng nước nữa không thầy? Có. Dạ, có nước thì cho thầy mấy chai này cũng được. Có nước. Em cũng mua và mua nhang muối để em lấy cái nhang muối này. Đây mua nhang. Dạ dạ. Cảm ơn mấy thầy. Nhăn mũi em mua thêm hai cái nến thôi. Bắt cái nhăn mũi. Em xài có thiếu cái gì không thì mua thêm. Không, bà sư ở đây cũng đầy đủ hết rồi. Chắc không khí thì mua thêm hai ba cái nước là được. Cái nước lọc á. Nước suối. Nước lọc có người đi mua rồi. Chào tất cả mọi người nhé. Bởi vì là bây giờ quý vị về đây thì bởi vì là cũng nói tất cả mọi người là các bà con ở Quảng Nam là cũng rất là tuyệt vời, nhiệt tình, trân trọng nha quý vị. Nên là đến đâu thì các sư các thầy cũng được sự tôn trọng và quý mến hết nha quý vị. Trên đường di chuyển vô Nha Trang ấy, có gặp sư Minh Pháp thì em đã dừng ở đây luôn. Sư Minh Pháp thì đã cùng với sư Minh Tuệ đi. Không, không mưa tí nữa, giờ giờ đó cũng được. Đây thì chắc không sẽ mưa rồi. Ở đây có thêm nến này sư ơi. Dạ, em chào tất cả mọi người. Sư Thích Tự Do thì về Hải Phòng, còn sư Kim Cang Hộ Pháp thì cũng ra rồi là mọi người nhé. Đúng rồi, bây giờ sư Minh Tạng với lại là sư Minh Từ thì đã về Con Tum rồi. Vâng, em cập nhật cho mọi người biết thôi, bởi vì sư Minh Từ và sư Minh Tạng thì đã về Con Tum. Còn sư Thị Đăng Quân Tí thì đang ở Con Tum. Thầy bị chi rồi, gắn được cái gì rồi hả? Không, cái phòng rộp á, thầy xử. Thầy xử cái phòng rộp cho khỏi đau. Bị chạy trời nắng thì nó. Ừ. Ra phòng được. Phòng mình lễ cho khỏi khỏi đau. Thôi để em bật cái đèn này lên. À được rồi, được rồi. Trời nắng bị phỏng chanh thầy kìa. Sư em bật đèn này. Dạ dạ được vào được. Em bị sưng chân á sư. Đóng phòng nó cứ phòng nước đổ đó. Phòng chân. Ừ. Phòng chân đó mọi người. Phòng đổ nước này. Nước. À có phòng nước. Đập nó cũng vang không? Đây cỡ già tháng là nó thấy. Tháng là tháng. Bây giờ thì mỗi sư ở một nơi á mọi người. Nên là cũng không có ở gần nhau đâu. Bởi vì là sư thầy cái đây thầy phải lấy cái cây gai với thầy lấy cái sợ nhiễm trùng. Nó đâm miết à. Cái kim có sắt cái kìa. Sư ra thì nghe đâu nữa hả? Sợ nhiễm trùng thầy cho con gửi. Dạ không. Rồi rồi rồi, cảm ơn con, rất nhiều. Mua nhiều là thầy không mong được, không mua cho thầy uống tới sao. Dạ rồi rồi, cũng cảm ơn chút nha. Người dân ở đây đông quá tí mọi người về mất. Dạ. Đông quá là người dân phòng họ đến. Họ không đi rồi. Ở đây là dẫn thì nó có bởi vì em thấy số là đông người dân phòng họ đến. Đông ở đây là ít thôi em ơi, mấy chai thôi, mấy chai hai chai, anh cho hai anh em hai chai cho được rồi, cho hai anh em để đây dạ, dạ, đúng rồi, dạ dạ dạ, chế thầy thì mang đây này rồi, rồi cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Dạ dạ dạ. Cái con là con được đem đi ra hai trang con uống thôi, chứ đây bị nhiều cũng nặng. Nên lạnh nên thầy uống cho mát thầy. Dạ dạ, cũng cảm ơn thầy. Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn mấy anh em rất nhiều nha. Dạ, nó nặng là bị nổ. Thầy dùng đèn cày nữa không? Dạ đó đèn cày là quá nhiều rồi. Đèn cày đủ rồi em ơi. Dạ, ô đây dùng quá nhiều quá con. Cảm ơn. Ok, em cho anh cái quyền quản lý anh và anh xem ai mà bình luận này kia xóa giùm em nhé. Vâng, bây giờ thì em cũng vẫn đang ở chỗ của sư Minh Pháp. Thì nói chung là em đi cùng thì giúp được cái gì thì giúp thôi. Bởi vì bây giờ thì mỗi sư ở một nơi, không phải đi chung nữa. Đúng không? Bây giờ thì em nói tất cả mọi người 80 sư mà mỗi sư ở một tỉnh. Em hỏi mọi người làm sao các sư hôm nay thì em định lên đường để đi vô trong Nha Trang. Nhưng mà khi em đi đến đây thì gặp sư Minh Pháp thì em có hỏi là sư có đi một mình thôi mà. Đi ra rồi bán. Có đi vô thì cho người dân thì không biết. Thì làm sao mà giúp được đúng không? Thì em có ở lại đây thì hôm nay em giúp sư Minh Pháp. Rồi sáng mai em sẽ đồng hành cùng với sư một quãng đường. Nếu như mà vẫn đi một mình thì em vẫn sẽ đi cùng. Còn nếu không thì có thể một thì em sẽ đi Kon Tum, hai là em sẽ đi vô Nha Trang. Nên là cứ để ở đây như thế nào đó, em sẽ thông báo tất cả mọi người nhé. Đi theo sư đúng không? Bây giờ sư Minh Tuệ thì đang ở Kon Tum thì em biết ở đâu rồi, nhưng mà sẽ tiếp tục với mọi người được.
Bây giờ đây cho người xem. Mấy chị thái anh đi theo sư đi. Đây là sư Minh Pháp, mọi người nhé, mọi người nhìn là mọi người biết rồi. Sư Minh Pháp thì đã đi cùng với sư Minh Tuệ là được 7-8 ngày từ ở ngoài, chắc ở ngoài Quảng Bình. Mà thầy đi vô đây cũng nhanh đấy chứ. Bởi vì là không phải đi vô đây, bởi vì không người đấy. Đấy, mình phải có người đưa thầy vô. Một người bởi vì là bây giờ từng tỉnh, chẳng có đi từng tỉnh. Lòng cầu thì sẽ không có đi. Đó thì cũng là sự vô tình thôi, nên là cũng không phải tài lộc gì đâu. Thì ví dụ như là hữu duyên gặp thầy hôm nay. Mức độ nắng thì mình nắng lắm.